Ngày ngày xưa lắm mộng mơ lắm. Để cho cái loa lên. Tôi đêm nay khéo ông tôi là phải đánh cờ rồi. Đêm nay là đánh cờ để duy trì cái hoạt động sao ở trên trên trang. À, ngày xưa nắm mộng mơ. Ngày xưa cái thời mình mở vườn ấy nhỉ. Nắm mộng mơ lắm là phải làm như thế nọ thế kia xong rồi. Ấy. Từ từ để tôi ấy lại cái Facebook đã. Facebook nó đang bị cái lấy cái mạng ở dưới nhà. Ngày xưa là phải tối nay đêm nay lại phải đánh cờ để duy trì cái hoạt động sao. Ngày xưa lắm mộng mơ lắm là phải thế nọ phải thế kia, nhưng mà cái này của tôi nó đang đang bị cái thế này, đang bị cái điện thoại mười mấy triệu nhưng mà nó mờ tịt, không bằng con iPhone 8 Plus, nó mờ tịt không biết là do cam hay thế nào. Làm nông nghiệp mà nói nhá, với các cái dòng mà nó đang sốt sốt ấy thì tốt nhất là bán giống. Khi các bạn ví dụ như là có một cái giống giống như kiểu là như ông Miền Thiết ở đây này, ông ấy nổi tiếng là ông ấy tạo ra cái giống gọi là, cũng không biết là ông ấy tìm hay là ông ấy lai tạo ra cái giống nhãn Miền Thiết, ông ấy giàu lên từ không phải là bán quả không mà ông ấy còn bán giống nữa. Phát triển xây dựng, cho nên là đôi khi như con thằng Tễu nó bảo là không phải, hình như không phải con thằng Tễu nó bảo là cứ là học theo ông Miền Thiết đi, ông ấy là những cái người của thế kỷ trước nhưng mà ông ấy làm đấy là cái cách làm giàu đấy, cách phát triển thương hiệu cá nhân nên nông nghiệp mà lạnh lắm, phải đợi lúc nào anh mày ấy đã chứ còn lạnh như thế này. Có ông anh kia lúc ông ấy chờ cổng, phong cách ăn mặc như mình nhưng mà anh ấy đi con ô tô thì phong cách anh ấy đầu tóc cũng hơi bù xù, dậy trà phòng hơi muộn. Phong cách ăn mặc không cần vẻ bề ngoài, ấm hôm nay ấm nhưng mà mẹ chưa chưa có lắm người theo dõi cho nên là không muốn đi. Ở trên TikTok này nó cứ tầm 50.000 người theo dõi thì mới đi được. Hôm nay kể ra cũng thấy là ấm ấm như này cho nên mới ngồi ngoài hiên đây này. Đấy. Mộc mộc hương mẫu đơn. Ở trên kia thì là các cái dòng cây ăn quả siêu gà đang rủ tôi. Nhà nhiều mờ mờ thế bạn ơi, cứ có mờ mờ là do cái điện thoại đằng sau nó vỡ mấy cái cam. Đại cái dòng tôi mới bảo rồi, nếu mà dòng iPhone ấy, thì là ông nào dùng iPhone là chứng tỏ ông ấy nghèo. Mẹ 4 năm không thay cái điện thoại đây, điện thoại Samsung mới chưa được 1 năm nó đã thay, nó đã cam nó đã mờ tịt rồi. Nặng phết cái sọt kia chả biết là bao nhiêu cây. Ở trên nông nghiệp thì nói chung là cũng nói cho các bạn mọi người biết là đôi khi ở trên ý tôi cũng đau đáu lắm, nhiều cái để trồng. Nó là các cái dòng cây ăn quả ngoại nhập. Nếu mà theo như cái xu hướng mà mình làm được thì đôi khi là mọi người nghĩ như này này. Ở Việt Nam mình trồng những cái cây bản địa thì nó chắc cú rồi. Nhưng mà ví dụ như là như các cái dòng na sầu riêng ấy mà ở trên Sơn La người ta đang lên TV, người ta bảo là cái dòng na ấy 500.000 một cân đấy. Mấy cả cái na na ngày xưa là cái na mà cách đây khoảng 3 năm là tôi có ấy cái nói với mọi người là cái dòng na là dài Đài Loan ấy, phải nhập bên Đài Loan về thì nó rơi vào 300.000 một cân, nếu mà mình mà làm ra thì đỡ phụ thuộc bên bên Trung Quốc, đỡ phụ thuộc bên Đài Loan, đỡ phải cái dòng hoa quả nhập ấy, nho móng tay rồi chanh vàng rồi nhiều thứ lắm, cây nho thân gỗ, quả nho thân gỗ. Như ở Việt Nam mình các bạn muốn mua nho thân gỗ các bạn mua lẻ, mua 1 cân 2 cân với cả ấy thì làm gì có trên thị trường Việt Nam. Nhưng mà cái dòng ý nếu mà bản địa của bên Brazil với cả bên Nam Mỹ ấy, thì thực ra là cái dòng quả nho ấy nó cũng không về Việt Nam. Đôi khi ví dụ như là ở nhà mà trồng 1 2 cây xong rồi có thứ nọ thứ kia ăn nó cũng vui. Còn nếu mà sản xuất
quả để chờ thế nọ thế kia thì nó cũng là cả một bài toán. Cam quá mờ. Ôi cái việc làm kiếm tiền mấy cái việc tăng thu nhập mấy thế nọ thế kia. Ngày xưa thì nắm mơ mộng lắm, phải làm mạnh xong rồi thuê người làm xong rồi thế nọ thế kia. Mẹ nhưng mà đến khi mà như thế là đau đầu lắm. Nó phải có một cái lộ trình như thế nào. Chứ còn mình đến đây kêu cái kiểu ông chả ra ông còn bà chả ra bà ấy. Như kiểu Phương Hằng ấy, xeo xeo người ta mới quản lý được chứ. Đầu đất như mình thì quản lý thế mẹ là được. Nhưng mà cái vấn đề mà nếu mà của hiện tại hoặc là 2-3 năm sau ấy thì các mọi người có thể là làm thế nào mà nắm người theo dõi là mọi người đi review như bọn thông xoáy ca là nó ăn tiền đấy. Nhưng mà nói chung là vẫn vẫn thiên hướng vẫn của tôi vẫn là phải mang giá trị cho người khác mới có nhiều thu nhập được. Chứ còn mấy cái ngoáng ngoải xong rồi nhìn sang trái thì nói thật cái xu hướng của mình cũng không muốn quăng bom ra ngoài xã hội. Nho thân gỗ trồng ở đâu cũng được. Nhưng mà mỗi tội là cái vấn đề mà nếu mà mọi người mà phát triển kinh tế bằng cái mô hình như thế thì nói chung là cái dòng nho thân gỗ nó không mang được đi đi xa, tức là quả của nó không mang được đi xa. Mọi người có thể ngâm rượu xong rồi bán cũng được. Còn nho thân gỗ nó về Việt Nam mình bao nhiêu giống rồi. Nho thân gỗ rồi na sầu riêng rồi cherry rồi Việt quất rồi chanh vàng rồi bao nhiêu thứ cơ. Nhiều thứ lắm. Cô em nó đang bảo là nên nông nghiệp đây này, nhưng mà tôi bảo lắng. Tao ngửi nhiều hóa chất, bị nặng giờ khỏi rồi, đây không bán hay quảng cáo gì đâu nhé. Đó đầu. Cái nho thực ra là nếu mà bây giờ mà bạn bảo là nho Bình Phước thì thực ra là tôi cũng không biết cái nho Bình Phước. Nếu mà bạn bảo là cái nho Linh Thuận thì tôi còn hiểu được. Nhưng mà nho Bình Phước là tôi không biết đâu. Nếu mà cái nho 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 Linh Thuận thì tôi hiểu. Nho Linh Thuận này nó còn mấy giống cơ. Có một cái loại nho mà chuyên làm cái mẹ gì nhỉ, chuyên làm rượu. Còn ngoài ra có mấy loại nho nữa cơ. Ngày xưa tôi mới biết chứ bây giờ ngu rồi. Ngày xưa chuyên về nho. Ấp ủ một cái dự định gọi là trồng nho ở ngoài miền Bắc. Cách đây 7 năm rồi và bây giờ nhiều cái mô hình nho ở miền Bắc đã thành hiện thực. Nhưng mà tôi phải nói thật cho mọi người là không việc gì phải 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 trồng nho ở địa phương các bạn khi mà giá đến tay các bạn có 40 45 nghìn, 35 40 nghìn. Ở tôi với kể cả trồng nhãn như này nếu mà vào các cái dòng nhãn ngon cũng 35 nghìn, 30 35 nghìn. Một cân, chả việc gì phải trồng nho ở đây cả. Tôi về sau tôi bảo là mẹ trồng nho ở miền Bắc này chỉ thể hiện được cái tôi thôi. Chứ còn nho về đến đây có 40 nghìn, 35 40 nghìn thì việc gì chúng ta phải trồng nho làm mẹ gì. Ở đây nếu các bạn trồng nhãn như thế này, nếu mà các dòng nhãn ngon hoặc các thứ linh tinh vẫn 30 35 nghìn bình thường. Chúng ta là chuyên chuyên nhãn, trừ khi chúng ta trồng nho nhưng mà phải làm hoặc là một cái giống gì đấy ở địa phương các bạn không có mà phải nhập nước ngoài ấy. Ví dụ như là cái loại la gì đấy, la sầu riêng mấy cả la mẹ gì, la dai Đài Loan ấy, hơn 300 nghìn một cân ấy, phải nhập bên Đài Loan ấy, các bạn sản xuất các bạn trồng cái loại ấy thì được. Nho đéo gì hỏi có muốn khỏi xoang không, khoái kiểu livestream của lão. Thực ra là xoang tôi có bị xoang đâu, lâu lắm rồi tôi chả bao giờ bị xoang, tôi có dùng thuốc thư thiết gì đâu, mũi có bị nghẹt đâu. Xoang là bị nghẹt mũi đúng không? Tôi có bị xoang đâu. Giọng the thé kể chuyện ma là ok đấy. Cái trà các bạn phải liên hệ cái số cái thủy ấy 0969 162214. Chứ còn tầm này tôi đang bế bế quan tỏa cảng, tôi có để ý gì cây 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 cối đâu. Chẳng qua là đôi khi nên live stream cho mọi người để cho 34 hôm nay là trượt đấy nhá. Tôi hôm nào tôi cho số là trượt. Em tính trồng ít nho thân gỗ để ăn với bán online theo anh ổn không? Thực ra là nếu mà các bạn mà có cái quả ấy, quả nho thân gỗ thì là các bạn phải tính ra là ví dụ như ngâm rượu hay là sấy hay thế nọ thế kia. Chứ còn nếu mà nho tươi nho thân gỗ như ở bên Nam Mỹ người ta nói thì cái vỏ nó mỏng, nó không mang được, mang đi nơi xa là dễ bị thối. Tôi đây là ở Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên. Em tính trồng ít nho thân gỗ để ăn với bán online, tức là các bạn ăn thì được hoặc là chỉ như anh em chúng nó là ngâm rượu xong rồi bán một bình rượu. Nhưng mà bán một bình rượu ngâm thấy anh em chúng nó khoe bán một bình rượu ngâm mấy mấy triệu bạc một bình rượu ngâm này.
Còn đôi khi là với những cái dòng cây cối như thế này thì cũng lấy được này này. Cây cối mà cây kiểu cây cổ của mình thế này, mẫu đơn cũng thế này. Mẫu đơn này, mộc hương này. Chứ còn cái hướng thứ hai là các cái dòng cây ngoại nhập. Nhưng mà nói chung là để mà tôi nói về cái cây ngoại nhập thì kiểu mình cây ăn quả ngoại nhập ấy. Mình ngày xưa cách đây 7 năm mình tâm huyết lắm nhưng mà về sau lại quay về các cái dòng hoa. Chứ còn cây ăn quả ngoại nhập xong rồi các bạn làm ấy thì là cũng được đấy. Cái gì nhỉ? Cái quả nó ngọt hơn nho neo giàn không anh? Thì thực tế là cái quả nho thì nó hình thù nó thế thôi. Chứ còn nếu mà các bạn ăn nho thân gỗ thì nó lại không giống với cái nho neo giàn đâu. Nó khó hình dung lắm. Bây giờ nếu mà bạn chưa ăn thì ví dụ như tôi mà tả quả khế mà bạn chưa ăn quả khế bao giờ thì nó rất là khó. Đấy các bạn, chẳng nhẽ mình bây giờ mình lại vặt xong rồi tặng cho mỗi ông một ít. Nó ăn nó khác cái nho thường, nho ta, nho neo giàn. Nhưng mà bạn chưa ăn khế thì tôi có miêu tả là ăn quả khế nó giống như thế nọ thế kia thì các bạn cũng không hình dung được. Mà miêu tả làm sao được nó giống cái nọ loại kia. Bạn đang hỏi là cái nho thân gỗ với cái nho neo giàn ở Ninh Thuận. Nhưng mà nói thật ra là nếu mà bây giờ mà bảo cái nho móng tay ấy, nho móng tay mà nó dài dài ấy thì nó nói chung là nó cũng giống cái nho kiểu ăn nho thường. Chứ còn cái nho thân gỗ thực ra là người ta nói là nho thân gỗ tại vì cái hình thù của nó giống quả nho. Chứ còn ăn nó có giống nho mấy đâu. Đấy nó mùi mùi. Anh có kinh nghiệm làm nông nghiệp không? Em làm với ạ. Nói nó khó cực kỳ luôn ấy. Bây giờ mà bảo là tôi có kinh nghiệm đây này. Nhưng mà nhiều khi là thôi được rồi, để cho các bạn ở trên Facebook nghỉ trước đã. Cho để trả lời mấy cái bạn, mấy bạn ở trên TikTok. Tại vì cái buổi này nó hơi xàm xí đú cho nên là mọi người có thể là nghỉ ở đây cũng được. Nhưng mà nói chuyện toàn nói chuyện trên rời dưới biển này. Nói chung là nó không phải xu hướng của mình lắm. Bạn các bạn trên Facebook là tạm thời nghỉ đã nhá. Từ từ để tôi chuyển sang TikTok để tôi nói chuyện cho nó nghiêm túc. Tại vì ở trên Facebook thì nó khó ạ. Đây trả lời sâu của các bạn này. Vâng, chào em dai cùng khoái châu. Vâng, chào anh. Tính cây dày gì để bầu nhiều thế cụ? Cái này là hàng này là cây mẫu đơn. Cây mẫu đơn. Từ từ để tôi trả lời nhá. Anh có kinh nghiệm về nông nghiệp không cho em làm với ạ? Thực ra là nói thật ra là nó khó kinh khủng luôn ý. Các bạn làm theo tôi thì nhỡ thành công thì tôi cũng chả được gì. Mà thất bại thì tôi mang tiếng hết. Cho nên nhiều khi ví dụ như là kể cả các bạn cũng thế, khi mà có tuổi rồi bảo là giới thiệu một cái nọ cái kia cho ví dụ như giới thiệu người yêu mới cả làm mai làm mối, thì khi bọn tôi có tuổi rồi hầu như bọn tôi không dám làm mai làm mối. Còn hầu như ở trong các cái buổi này tôi chả giấu mọi người cái gì, mọi người cần hỏi cái gì hoặc tôi vẫn chia sẻ. Là ví dụ như cái mẫu đơn này thì ví dụ như tùy theo các bạn ở đâu thì có thể các bạn làm được. Xong rồi ví dụ như là cái loại này trồng một năm sau thì như kiểu các bạn ấy hôm qua và các bạn ấy cũng bảo đấy, tùy theo từng địa phương. Chứ còn tôi cũng không nắm rõ được ví dụ như trồng một năm thì cây ở các bạn là bao nhiêu. Anh ơi, em đang trồng 10 hecta bí. Anh thấy bí được không ạ? À, cái dòng mà như bạn nói ấy, nó là cái hàng thời vụ. Tôi nói thật ra là kể cả các bạn mà trồng nho thân gỗ mà các bạn mà bán quả hoặc là nhãn các bạn bán quả thì nói thật ra là tôi khuyên các bạn là không làm hàng thời vụ. Tức là ví dụ như các bạn trồng bí thì cái thời điểm bí nó chín thì các bạn phải bán. Nhãn khi các bạn trồng nó cũng phải bán. Còn thực ra là theo mô hình của tôi làm nông nghiệp như thế này thì với những cái cây mà đang sốt hoặc là sẽ sốt, chúng ta sản xuất xong rồi chúng ta cung cấp giống. Đấy, chứ còn các cái vấn đề của cái khâu mà ví dụ như là người ta trồng mẫu đơn này xong người ta ngắt hoa người ta bán thì hoa mẫu đơn ví dụ như cái loại này này. Có rất nhiều mô hình. Nhưng mà mô hình mà tôi nắm rõ nhiều nhất thì là hầu như là các cái mô hình mà bán giống. Tôi chỉ biết ví dụ như là mẫu đơn này ông nào mà muốn ấy thì là tôi sẽ cung cấp cho các ông từ giống bé đến giống ấy. Thì là cái mô hình như tôi nắm rõ hơn. Chứ còn mô hình như các bạn thì nó là cái mô hình thời vụ. Tại vì làm sao? Tại vì ví dụ như là ví dụ cái cây này nha, như tôi nói ấy, ví dụ cây này mà các bạn không mua thì để đây hoặc trồng thêm một năm thì cây nó to hơn, bán được giá hơn. Bí của các bạn trồng lên mấy hecta đấy chăng nữa, nhưng mà cái thời điểm mà các bạn thu hoạch bí thì các bạn phải phụ thuộc người ta. Thì là các bạn khi mà làm nông nghiệp các bạn hiểu cái vấn đề này, khi mà được mùa thì mất giá.
Còn đối với các cái loại cây như thế này thì ví dụ như trồng năm nay nó, ví dụ như mộc hương này chẳng hạn, cây nó đang 150, nếu mà các bạn không mua mà đang ở dưới ruộng chẳng hạn, năm sau thì nó lại lên 250, 300 cơ. Nhưng bí các bạn không thể để đợi đến khi nó được giá rồi các bạn bán. Ờ, hết mộc thì đến cây gì sốt nữa anh. Hiện tại bây giờ nói thật ra là nó còn 3 loại là cái mộc hương này này, nhài kép và nhài nhật, ba thứ hoa nhài. Ngoài ra thì nó còn hai thứ hoa nhài, nhài nhật với cả cái cây nhài kép với cả cây mộc. Thì mẫu đơn nói chung là nó không sốt bằng nhưng mà nói chung vẫn làm được. Còn hết mộc, hết mẫu đơn, hết hoa hồng, hết cái nọ cái kia thì thực ra là nó khó lắm. 3 4 năm sau biết nó đẩy lên cái loại nào. Thì hiện tại bây giờ nhiều anh em đi trước thì người ta vẫn cứ trồng, hoặc là cái mẹ gì trà đây này, trà thì có mấy giống, 4 giống ở mình đây này. Cho anh đấy đắt không ạ? Để em về đó mua đất anh dạy em với. Đất ở đây nếu mà cái chỗ này nó phải rơi vào gần 20 triệu một mét. Đây là chỗ này. 20 triệu một mét, đất ruộng bây giờ hầu như nó phải rơi gần 300, tầm gần 300 một sào. Đấy, hỏi đất. Bạn kia bạn hỏi là hết mọc thì đến cây gì sốt thì nó khó lắm. Mẹ mình làm sao mình biết được, mình quyết định được. Tôi mà biết thì tôi đã trồng rồi, tôi đã bảo anh em chúng nó trồng. Đôi khi nó do xu hướng nữa. Làm sao mà tôi tự nhiên tôi biết được là thông xoáy ca nó đến bao giờ thì nó hết thời của nó. Nói cái chuyện tương lai thực ra là như cái chuyện tương lai thì nó khó. Mình chỉ biết là nó tầm tầm như thế nào để dự đoán thôi. Có nếu mà vào các cái giống cây cảnh này nó 100 giống, làm sao mà mình biết được. Chỉ biết là thôi thì ví dụ như cái loại mộc này ấy, loại mộc này thì nó sốt khoảng 3 năm đến 4 năm, 5 năm, thì mình làm sao mình biết là chắc chắn là đến giai đoạn nào nó hết được. Nó còn do xu hướng nữa. Chỉ biết là trong vòng 3 năm nữa thì như cái cây mà các bạn ấy, như cái anh kia anh vừa mua cái sọt ấy, thì anh ấy trồng 3 năm sau mới được như thế này. 3 năm sau mới được như cái này thì còn lâu nó mới bão hòa được. Các bạn phải hình dung là các bạn cứ làm như kiểu là mộc hương này nó nhanh lắm, xong rồi trồng thì mẹ cái loại kia chắc để chỉ mấy tháng được như cái loại này, nhưng thực tế gần 3 năm nó mới được như này từ cái cây bầu. Các bạn hình dung chưa? Thì làm sao mà các bạn bảo chưa gì đã bảo là trồng năm sau, năm 2022 đã xin được, mới cho được. Mẹ từ cái loại mà ông ấy lấy vừa lấy cái sọt kia đến cái loại kia nó phải tầm 1 năm. Mà không phải 1 năm ai cũng làm được 1 năm như thế. Nó phải tùy theo từng người mới 1 năm mới được như thế kia. Xong lại thêm 5 rưỡi mới được như này. Xong rồi thêm khoảng tầm như cây trên chậu kia phải 6-7 năm. Đấy các bạn hình dung chưa? Còn đôi khi thì nói thật ra là thời gian nó để như cái này, nhưng mà biết đâu từ đây đến 3 năm sau tự nhiên thằng đầu trâu đầu chó nào, hoặc nó phụ thuộc như này này. Đôi khi cái xu hướng người dùng nó bị phụ thuộc. Đôi khi xu hướng người dùng nó bị chi phối bởi các cái nhà đầu tư lớn, hoặc là những cái thằng tay to mặt lớn. Tôi chỉ giả dụ như này, nếu mà từ trước đến nay thì dâm bụt nó ít bị ít được để ý. Nhưng tự nhiên cái chỗ Vinhome Ocean Park của lão Vượng, lão ấy trồng cho một dàn dâm bụt với cả chỗ vừa rồi này, chỗ Eco Park kia kìa, nó trồng một loạt dâm bụt. Thế là bà con tự nhiên bây giờ chưa biết là dâm bụt như thế nào. Thế là thấy Eco Park nó trồng, thế là tự nhiên bao nhiêu người mua lẻ hỏi về dâm bụt, thế là nó cũng đẩy lên. Nó do xu hướng người dùng nữa, chứ còn nó cũng không phải là, nhưng mà đến phải đến 80-90% quyết định từ cái việc mộc hương nó chậm lớn từ cái cây kia nó lên cây mà bầu con mà 15.000 của ông kia ông vừa lấy ấy. Đến cái cây này nó mất 1 năm, lên cái cây này nó mất 2 năm rưỡi, mà cũng không phải ai cũng trồng 1 năm hay 2 năm rưỡi được như thế kia cả. Cho nên là cái thời gian nó dài. Ví dụ như cây kia nó 6-7 năm mới được một cây trên chậu như kia, thì 6-7 năm sau mới có cái số lượng như thế. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian ấy thì nói chung là nó phụ thuộc khoảng 20-30% cái xu hướng người ta chơi nữa. Đấy, cái xu hướng người dùng nữa, nó là cả một tổng thể của cả một xã hội. Làm sao mà một mình quyết định được cả. Được. Đấy, còn nói chung là làm cái gì thì cũng phải đáp ứng những cái tiêu chí. Là thứ nhất là mình cũng phải tính toán, nhưng mà nó hầu như mình chỉ tính toán được ít nhiều thôi. Còn cái việc bà con mình nếu mà khi sản xuất phải chủ động được cái đầu ra. Chứ còn cái sản xuất toàn ấm mớ thì cái cây của các bạn nếu mà cây mộc ta mà được như thế này mà thì được to gấp đôi như này thì tôi cũng không biết, chắc là cũng phải rơi vào tầm trên 10 năm. Nó tùy theo cái người chăm, tùy theo cái người trồng, tùy theo chất đất, tùy theo cái việc các bạn chăm như thế nào.
Chứ còn cây như trên chậu thì nói chung là ước tính của tôi đi chăng nữa thì nó khoảng tầm 65 gì đó. Nó tùy theo cái việc, ví dụ như các bạn mà đánh cái loại cây nó to to như này, một mất mẹ một năm nó không thể lớn được, nó ị sĩ tượng à. Nó còn do bóng tán như thế nào, chứ không cũng không phải do gốc. Nó phải bóng tán bao nhiêu thứ cơ. Cỡ như thế này nó cũng phải 65, cỡ ở trên chậu nó cũng 65. Đấy. Tiền thì có cái gì đâu mà tiền, chẳng qua nói chuyện với mọi người hôm nay. 1 tỷ 1 mét cây mộc hương thì chết bỏ mẹ. Cái thực ra thì tôi đang ở như thế này mà đi xuống thế kia thì nó hơi, nó mất sóng. Cái thủy tí nó nại, tí nó lại nại mộc hương cho mọi người. Ra mình biết sống ngày nào mình biết ngày ý thôi, chứ còn cũng không thể nắm bắt được là cây nào 10 năm hay cây nào 2 năm 3 năm. Còn hiện tại như tôi nói thì nói chung là trong vòng 3 năm thì cái mộc hương này vẫn trong tầm kiểm soát. Mình vẫn biết là mộc hương thì trong vòng 3 năm. Cây trà cổ, gọi là trà thâm bát diện đúng không? Phải hỏi cái thủy cơ. Cái trà này nói chung là mấy cả giai đoạn này tôi đang đầu óc nó không được thông suốt cho lắm. Mình chỉ biết là đang suy tư nhiều thứ khác. Ước mơ của mình vẫn là nói chuyện trên trời dưới biển, chứ cũng không tập trung bán hàng lắm đâu. Như cái loại mẫu đơn này tôi thấy là mọi người có thể, vậy mọi người trồng được. Giá hiện tại bây giờ như cái giá như này là nó rẻ so với cách năm trước nữa, nó phải rẻ mất một nửa rồi. Nhưng còn các năm trước nữa thì cái mẫu đơn này nó đắt. Mẫu đơn 2 năm trước đến năm trước nữa thì giá nó cao. Nhưng đến năm nay là bắt đầu rẻ rồi. Rẻ thì tôi có nói một cái vấn đề là ở địa phương tôi cái nguồn cung nó khá là nhiều, cho nên là tạm thời bà con mình là bán nó rẻ, chứ còn các nơi khác của các bạn thì giá nó đắt. Nó mua hàng online thì giá còn ngược lên nữa. Đấy, còn cái mộc hương này nói chung là tôi cũng chỉ biết thế, nó là khách quan, chứ mình không dám tranh đấu với ông nào. Đấy, đại ý là đấy, mọi người thấy đây, chuyện nó bình thường này. Cứ sáng ra xong rồi khách khứa lại đến lấy vài trăm cây, thế là đủ tiền ngồi nói phép. Chứ còn mơ mộng gì đâu. Cuộc sống. Cái trà ý, mọi người liên hệ cái số của cái thủy để hỏi giá của tôi mẹ. Tôi không nắm được giá đâu. Giá thì nói chung là nếu mà các bạn mà cái cây của các bạn mà nó hàng bụi thì nó khó lắm. Bây giờ định giá một cây mộc hương thì nói chung là nếu mà như bọn tôi bán thì giá nó là giá lẻ. Còn nếu mà các bạn bán thì ví dụ như bán cho thợ hay là bán cho người chơi, bán số lượng như thế nào, chứ định giá nó khó lắm. Định giá là nếu mà các bạn mà có cây như thế này mà các bạn đăng 2 triệu hay 3 triệu là mất. Nhưng mà các bạn bán cho khách lẻ thì việc gì các bạn phải bán ra đi. Nhất là cái hàng nông nghiệp. Hàng nông nghiệp nó quả phải qua 3-4 cầu, bao nhiêu cầu. Từ cái người sản xuất người ta đến cái người chơi thực nó phải 3-4 cầu. Giá nó phải đẩy lên gấp đôi, gấp ba. Cho nên là cái việc mua lẻ với mua số lượng nó lại giá khác nhau. Cái thứ hai là bạn bán cho ai và ai là người bán. Nếu các bạn bán thì có lẽ rẻ, nhưng mà tôi bán có lẽ được giá hơn. Đấy, tôi nói thật. Còn ví dụ như các bạn bán cho tôi thì giá nó rẻ phải rẻ. Bạn bán cho người chơi thì được giá hơn. Đấy, nó nhiều cái lắm, nhiều cái nó quyết định giá. Nhất là cái hàng cây cối này nó không có một cái chuẩn mực nào. Nhiều người người ta không biết thì người ta cho cây cảnh là vô giá. Bọn tôi định được giá nhưng mà nó khó lắm. Định thì nó rất là ấy. Tại vì khi mình định được cái giá nhưng mà nó cứ rẻ quá, nó không dẫn đến cái việc giao dịch, thì đấy chỉ là cái giá gọi là tôi trả thôi. Chứ mình gọi gì định giá. Ví dụ như tôi bây giờ bạn có một cây trên chậu như này. Tôi bảo tôi nếu mà tôi mua thì chỉ trả 2 triệu. Bạn bảo 2 triệu thì tôi bán cho cái thằng kia nó người chơi nó mua 4 triệu. Thế làm sao mà gặp được nhau? Không gặp được nhau thì làm sao định được giá? Gọi là giá tôi trả và giá bạn định yêu cầu. Bạn yêu cầu như thế, ví dụ như ông kia ông bảo là thế cái cây này bao nhiêu tiền? Tôi bảo là cây này tôi đang nuôi như này 8 triệu tôi mới bán. Thế là ông ấy bảo là 6 triệu thì bán. Thì là tôi đòi 8 triệu nhưng ông ấy trả 6 triệu. Thế bây giờ cưa đôi tôi cũng không bán. Tôi bảo đúng 8 triệu tôi mới bán, còn nếu không cứ để đấy nuôi. Mà chỉ cần nó qua cái mùa hè này, qua cái mùa xuân này sang đến hè nó phát tán, xong rồi đến cuối năm hoặc đầu năm sau nó lại lên chục triệu, hơn chục triệu cơ. Tại vì tôi nói chung là tôi vẫn tin tưởng là mộc hương cái cỡ như thế này, với cây nó đang ổn định như này, tôi chả việc gì tôi phải ăn rẻ cả. Đúng không? Đấy, đại ý là các bạn bảo định giá nó khó lắm.
Như các bạn hay gửi ảnh cây nọ cây kia cho tôi xong bảo định giá, tôi bảo là đấy là phụ thuộc giữa cái việc là người bán và người mua. Nếu bạn có cây thì bạn đòi giá bao nhiêu, người mua người ta có trả, chấp nhận trả cái ý không. Nhưng bây giờ tôi người ngoài tự nhiên tôi định giá xong rồi tự nhiên mà bột bon mồm một phát, bạn bảo là thế anh có mua không, em bán cho anh đấy, thì nó mệt. Mà thứ nhất là với bọn tôi mà nói nếu mà rẻ thì bọn tôi mua, nhưng còn đắt thì nói thật ra là bán nó khó, chứ còn không thể như bọn cái mẹ gì cái gì nhỉ, định giá mọi loại tiền nhỉ, nó định giá như thế và nó mua, nhưng mà khó lắm, trong nông nghiệp này nó khó. Mẹ ở đây toàn mua, mẹ mua số lượng, chứ mua một cây hai cây cái tiền cước xe từ các bạn về nó khó. Nó mua cái một cái tờ tiền thì cái tiền cước xe nó à, cái tiền bưu điện các thứ nó không đáng kể, nhưng mà mua cái cây này mà ở trên Phú Thọ tự nhiên mất 500 với mà 700 nghìn hoặc 500 nghìn tiền cước xe với các thứ nó mệt. Hàng toàn hàng trâu hàng chó, chứ có phải là hàng như kiểu là gửi vào cái phong bì một cái là đến nơi đâu. Các bạn mua cũng thế, đôi khi các bạn nghĩ là một cây này mà gửi xe khách mà đây vào trong Đà Nẵng mà phát là lái xe nó sẽ đòi 200 nghìn cây này này. Không phải kiểu như kiểu cây nó đang, khi mà tôi đang bẻ tán này cho nên chậu như này là nó đang ra tán, nó đang ra mầm như này, nó qua một cái nứa hoa thế là đến bây giờ tán nó đang như thế này, nhưng các bạn đến hè các bạn nhìn nó tán nó lại khác. Lúc tôi mới lên chậu tán nó sơ nó lại khác. Ban đầu các bạn ấy bảo là cái chậu to quá, to gấp mấy lần cái cây, nhưng đến bây giờ tôi thấy nó không phù hợp, đúng không? Chứ còn cũng không phải là hè nó phát tán, mà hầu như là cứ cây nào đi chăng nữa thì nó qua thời gian. Qua ví dụ như một tháng sau nó đã trông nó khác rồi, tháng sau nữa trông nó khác. Cây này thì vít tán ở dưới vườn, dưới ruộng, nó bị bàng Đài Loan nó che. Khi mà các cái dăm chi nó đã cố định như thế kia rồi thì bây giờ chỉ chờ nó bật tán thôi. Vít rồi thì cho nên nó lên được. Mọi người hình dung là mọi người trồng cái cây này nó hơn cái quần áo với cả cái hàng khô nó như thế. Ví dụ như là hàng khô của các bạn size S là size S, nhưng mà cây này cứ trồng khoảng 1 năm sau nó tán nó lại khác. Cây nó lại tán, nó lại dăm chi, nó lại khác. Cho nên với cái loại mà nó đang là xu hướng như thế này thì trong vòng 1 năm, 2 năm, 3 năm thì nó chưa thể mà có nhiều đến cái mức như vậy được. Và chỉ có chờ đến tầm này của năm sau thì cái tán nó to gấp mấy lần, nó dày dăm hơn thì giá nó lại khác. Đấy, cây nó phụ thuộc cả gốc như thế nào, thoát thân ra sao, dăm tán với cành chi nó như thế nào. Các bạn hình dung chưa, cây cối bao giờ chả thế. Ví dụ bây giờ bạn nhìn như này nhưng mà một tháng sau nó lại khác rồi, chứ không phải là hè nó phát tán. Mà cây bao giờ trồng nó phải lên được thì nó mới là cây. Cây nó thế. Cây bây giờ bạn trồng một tháng sau nó đã khác rồi. Tôi bảo cứ cho qua hè đi, xong rồi đến thu hoặc đến cái mùa tháng 8, tháng 9 âm lịch của năm nay này, nó đến một cái vụ hoa khác nữa thì đấy, cả hàng cây cối này nó lại khác. Bạn gì bạn bảo trồng 1-2 hectare trồng bí thì theo anh như thế nào. Cây cối này tôi không nhất thiết tôi bán tầm này, đến hè, đến xuân, đến ra riêng. Mà thậm chí ví dụ 1 năm, 2 năm sau thì tán nó to hơn thì giá nó lại khác. Chứ còn bí của các bạn mà bảo bí bây giờ nó đang rẻ, thôi cố gắng là để thêm năm nữa rồi ăn bán thì bí nó thối hết. Đấy, cho nên tôi mới bảo là nó là hàng thời vụ như thế. Hàng này thì nó được cái lợi thế như thế. Cây giống vậy, nếu không đánh lên thì ví dụ như cái hàng này 150, nếu mà các bạn không mua thì bạn cứ để ở dưới ruộng thì đến cuối năm nó lại lên 200-250. Bạn hình dung chưa? Còn các bạn mà theo cái mô hình gọi là làm nông nghiệp nhưng mà phải thu hoạch quả hoặc thu hoạch kia cái kia thì tôi, tức là như kiểu là các bạn trồng nhãn nhưng mà các bạn không bán giống mà các bạn phải bán quả bán kiếc thì nó là hàng thời vụ. Nhưng mà đến cái thời điểm này quả nó chín thì các bạn phải cắt, các bạn bán thì sẽ bị tức là được mùa thì mất giá. Nhưng mà nếu các bạn sản xuất giống thì ví dụ như là các bạn trồng cái cây mà nó tầm này nó mới chỉ được một gang tay như mộc hương này chẳng hạn. Một gang tay các bạn bán 15 nghìn, để nếu mà các bạn trả giá có 8 nghìn hay 7 nghìn không bán, để cái cây nó lên một năm như này thì nó lại lên 150. Các bạn hình dung chưa? Đấy, tôi nói là những cây gì mà phải phụ thuộc vào cái thời điểm mà phải bán thì nó là hàng thời vụ. Quất, bưởi, đào rồi mai phải bán đúng Tết, ra riêng thì có rẻ người ta không mua thì nó lại khác. So với mộc hương này có thể bán quanh năm, mẫu đơn này cũng bán quanh năm. Chứ còn bây giờ mà ví dụ như đào mai thì bây giờ rất ít người mua. Nhưng mà các cái hàng này là những cái hàng bán quanh năm, không phụ thuộc vào thời gian hay lúc nào cả. Còn các cái hàng kể cả đào mai, quất hay các thứ linh tinh mà phải bán vào Tết thì tôi bảo đấy là nó hàng thời vụ, nó y như việc các bạn sản xuất ra xong các bạn phải bán quả ấy. Đấy thì tôi không làm vào cái hàng mà hầu như tôi không làm vào cái hàng thời vụ.
Tôi phải làm một cái loại nào mà bán được quanh năm cơ. Đấy các bạn hiểu chưa? Mô hình nông nghiệp thì nó nhiều lắm, nhưng mà cái loại nào mà các bạn chủ động được thời gian, tức là các bạn bán được quanh năm mà không phụ thuộc vào thời điểm, thì nó sẽ, nói chung là nó sẽ ưu việt hơn nhá. Ôi cảm ơn mọi người ở cái video này. Đấy nông nghiệp đây này, nông nghiệp cứ ngồi sân thượng này. Cứ ngồi sân thượng để phát live stream đau hết đầu.